Tôi thấy rằng là sư thầy Minh Tuệ là một người rất là đáng tôn trọng, và tôi tin rằng ông ấy từ bỏ hết tất cả đấy. Ông ấy không vì cái điều gì đâu đấy. Người ta đi gì nhỉ, ông đã đi mấy năm rồi đúng không, đã đi mấy năm rồi, cần cái gì đâu. Chẳng qua là bây giờ là nhiều người mới là biết tới, rồi nhiều người đi theo chứ. Còn tôi tin chắc chắn rằng là một cái người tu hành như ông là buông bỏ hết, không cần phải là danh lợi, không cần bất kể cái điều gì đâu. Tôi tin chắc là như vậy. Và tôi nghĩ rằng là những cái gì ngày hôm nay người ta tôn trọng cái tình cảm đấy mà dân chúng dành cho ông là xứng đáng. Tôi chỉ nói đơn giản như này thôi. Bây giờ ai đó đúng không? Chỉ cần bỏ nhà ra cánh đồng ngủ một đêm là sẽ hiểu được ra ngay là cái người chân tu đấy, người ta đã tu hành như thế nào, người ta mới có thể chịu được như thế các bạn nhé. Đấy, như các bạn ấy, như thầy mà tí nữa để dạy xong này ra cánh đồng ngồi cho muỗi đốt nhìn ngủ một đêm nhỉ, thì mới biết ngay là cái đức hạnh của người ta như thế nào. Nên là với một cái người tu hành như người ta không quan trọng đâu, chỉ những kẻ phàm phu tục tử đúng không ạ, thì mới hay đi vặn vẹo các kiểu thôi đấy, mới hay đi sân si thôi. Và hãy nhớ rằng là tôn giáo đấy, nó không quá quan trọng cái chuyện đúng sai, mà tôn giáo nó là niềm tin đấy. Chứ tôn giáo là ai thì bây giờ cứ nói rằng là người phụ nữ là sinh ra từ cái xương sườn của người đàn ông thì có mấy người tin theo kiểu đúng sai đúng không, nhưng mà người ta tin, tôn giáo là niềm tin đấy. Và khi có được niềm tin đúng không đấy, thì những cái nhà tu hành đấy chỉ bảo con dân làm những điều hay lẽ phải đúng chưa đấy, làm những cái điều mà ví dụ như là không nói dối này đấy, thì có phải là hàng trăm hàng ngàn người người ta thần tượng sư thầy Minh Tuệ thì người ta làm theo, có phải xã hội tốt đẹp lên không, đúng chưa? Thầy là quốc bảo của Việt Nam và toàn thế giới, chứ không phải là bình thường. Tại vì á hả, cái hào quang, cái tốc dốc thầy như là một cái tốc độ ánh sáng gì đó, soi rọi cho Việt Nam và toàn thế giới này. Chị nghĩ là như vậy á, nếu mình biết trân trọng thầy một chút thì á hả, tất cả sẽ tốt đẹp. Và chị ước mong cho thầy sẽ đi khất thực toàn Việt Nam và toàn thế giới luôn, để cho tất cả được bình an. Tại vì á hả, 2600 năm mới có một cái vị Phật như vậy. Tại vì sao chị kêu là vị Phật, là tại vì thầy tu đúng với Phật pháp, đúng giáo lý của Đức Phật, đúng 13 hạnh, 13 khổ hạnh đầu đà mà ngày xưa Đức Phật đã tu đầu tiên như vậy, rồi Đức Phật truyền ra cho Mahakajip. Và bây giờ thầy là người thứ ba mới tu được cái hạnh 13 khổ hạnh đầu đà như vậy á. Cầu xin trời đất là đừng có khóc nữa, để mà mình được đúng là phải tập trung và nhìn sâu chứ, phải không? Không còn khóc nữa, giấy trời giấy Phật dữ lắm luôn á, để không khóc. Mừng lắm nhanh như chim, nhưng mà sư rất là nghiêm, rất là đẹp. Nói chung là thấy sư là nổi hết da gà. Em thấy vui thư sư thì em mừng và cảm xúc vui lắm ạ. Cảm ơn chị. Dạ rất vui ạ. Dạ chị, vì cái gương hạnh gì mà chị mến thờ sư vậy? Dạ đức hạnh tu theo hạnh đầu đà của thầy á, là cái tâm của thầy hướng thiện đấy, là ai cũng vui, ai cũng mừng hết này. Dạ vui lắm. Cảm ơn chị. Dạ em vui lắm, em theo dõi thầy nhiều năm, nhiều ngày tháng lắm, hôm nay em đi 2 lần, hôm nay em mới được gặp thầy á, nên là em vui lắm. Dạ em không biết nói gì hơn cả. Tôi thừa nhận á là thầy Minh Tuệ không đẹp trai, không giàu có như sư phụ của cô quý vị này thì tất cả người dân trong Việt Nam đều công nhận. Đặc biệt là thầy ăn nói không hay, giáo lý mập mờ, giáo điều thì chưa trôi chảy. Tất nhiên là thầy chưa có bằng tiến sĩ, càng không có cái bằng giáo sư tiến sĩ như cô của quý vị. Thầy có mỗi cái nồi cơm điểm, không giống bất kỳ ai
trên trái đất này có cái áo rách rưới bẩn thỉu. Nói chung á, thầy không có cái gì đúng nghĩa là tứ đại giai không. Tôi thì tôi không mê tín, không tôn thờ ai ngoài cha mẹ và chính bản thân tôi, không fan của ai. Nhưng ai dám sống như thầy 6 năm thì tôi ngưỡng mộ, tôi bái phục. Thầy sống 6 năm không có bất cứ thứ gì trong người, không nhà, không cửa, không tiền, không bạc, không xài điện thoại, không tranh, không luận, không hơn, không thua, không tối, không sáng, không gần, không xa, không giàu, không nghèo, không trai, cũng chẳng gái. Ai làm được điều này một năm thôi, tôi gọi người đó là thánh. Cô quý vị á, dám làm một tháng không quý vị? Quý vị có thể động viên và khuyến khích cô làm một tháng đi, xem sao. Một tháng thôi, một tháng buông bỏ tất cả, không tham lam sân hận. Đặc biệt á, là một tháng không được cuồng cuộn, không ham mê sắc dục. Một tháng á, không chửi trên đầu trên cổ của ai. Ăn á, một ngày một bữa đi đầu trần chân đất. Một tháng á, mà người ta chửi, người ta chà đạp, người ta xúc phạm, người ta vu khống, cô cũng phải mỉm cười. Cô cứ thử đi, thử đi rồi mọi người sẽ tung hô cô quý vị lên tới tận trời xanh, là quốc mẫu, là Phật bà, là người yêu nước thương dân đích thực. Nếu mà cô quý vị không làm được việc này thì mọi người yêu thương ngưỡng mộ thầy Minh Tuệ là bình thường hết sức. Có gì đâu mà phải sân si, phải cuồng phong, phải điên loạn, đúng không quý vị? Quý vị á, có biết là sư phụ kính yêu của cô quý vị là ai không? Nó đầy rẫy trên mạng á, quý vị có thể vào tìm mà. Đó là Thích Đức Tương, Thích Hiến Kế, Thích Ten Ten, Thích Bá Nhà. Họ có vài cái công ty của chính họ. Cô quý vị á, sao không nhắc kìa? Sao thế cô? Sao không công tâm? Thiên vị à, mình chơi á, là phải nét như Sony. Câu này của cô mà. Tất cả mọi người đều bình đẳng như nhau. Tất cả mọi người trên cộng đồng mạng này sẽ yêu cầu thầy Minh Tuệ và em, anh em, gia đình thầy sao kê. Cô á, chỉ cần sao kê một trong những người sư phụ kính yêu của cô thôi. Mình cáp kèo này không? 100 triệu dân á, Việt Nam làm chứng nè. Quất đi cô. Cái này á, mà trường phát nào á, con nguyện á, về làm đầy tớ của cô luôn. Còn không dám á, thì á, con ra thêm cái kèo này nữa. Nhẹ nhàng thôi, sương sương thôi cô. Kèo này đơn giản hơn nhiều nè. Mình sao kê bằng cấp đi cô. Cô sao kê hết sư phụ của cô, xem được bao nhiêu bằng tiến sĩ, bao nhiêu bằng cử nhân. Này dễ làm nè cô. Dân dân Việt Nam sẽ phục sát đất khi cô làm được cái việc này. Chơi đi cô. Còn không á, thì con chỉ yêu cầu cô thôi, dễ thôi, không có sân si, không có lên chửi bới trên mạng xã hội một tháng thôi.